Cụ ông 84 trông như mới 48, nhờ kiểu ngủ trường thọ, kiểu uống sống trẻ khỏe và kiểu ăn tích phước đức nhiều nhất. Quý vị thân mến, diện sĩ Chung Nam Sơn thật khó tin rằng ông đã 84 tuổi. Trong mắt nhiều người, người 84 tuổi có lẽ phải chống gậy, đi đứng run rẩy hoặc nằm trên giường cần người chăm sóc. Nhưng diện sĩ Chung dù đã 84 tuổi vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, thân thể nhìn vẫn rất rắn chắc. Trên mạng, chúng ta có thể thấy video tập luyện của diện sĩ Chung, trạng thái của ông tốt đến nỗi nhiều người trẻ cũng phải nể phục. Diện sĩ Chung 84 tuổi nhìn như người chỉ mới 50 tuổi, và ông từng công khai bí quyết giữ được sự trẻ trung và năng lượng, ăn một bữa sáng thịnh soạn. Tại diễn đàn ẩm thực và sức khỏe, diện sĩ Chung đã nói về tầm quan trọng của bữa sáng. Ông nói rằng nhiều người thường ăn sáng qua loa, ăn nhiều vào buổi tối để bù lại. Thực ra bữa sáng cần phải ăn nhiều hơn. Ông còn chia sẻ bữa sáng của mình: một miếng bánh mì lớn có phô mai, vài lòng trắng trứng, hai quả cam lớn, một bát cháo đậu đỏ lớn, một bát ngũ cốc sữa lớn. Diện sĩ Chung nói rằng người bình thường có thể không ăn nổi nhiều như vậy, nhưng ông thì phải ăn hết. Ông thừa nhận ăn một bữa sáng thịnh soạn giúp đầu óc minh mẫn cả buổi sáng rất quan trọng cho sức khỏe. Ăn một bữa sáng dinh dưỡng và thịnh soạn rất quan trọng. Vậy bữa sáng nên ăn thế nào để tốt cho sức khỏe? Từ góc độ sức khỏe và dinh dưỡng, bữa sáng nên đa dạng. Chỉ có bữa sáng đa dạng mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Nhìn vào bữa sáng của diện sĩ Chung: cam, bánh mì, trứng, hai loại cháo, một bữa ăn gồm 5 loại thực phẩm, vừa có trái cây, vừa có tinh bột, lại có protein, dinh dưỡng phong phú và đa dạng. Bữa sáng cần phối hợp hợp lý, ăn đa dạng, nên như bữa sáng của diện sĩ Chung. Nhiều người ăn sáng rất đơn giản, chỉ một cái bánh bao hoặc một bát mì, chỉ có tinh bột, dinh dưỡng đơn điệu, ăn như vậy buổi sáng dễ buồn ngủ. Có người hỏi, bữa sáng nên ăn những loại thực phẩm nào? Ông nói, các loại thực phẩm chính như yến mạch, gạo lứt, khoai lang tím, khoai lang, khoai tây nghiền, bánh mì ngũ cốc, cháo ngũ cốc, bánh bao ngũ cốc, kiều mạch đều là những lựa chọn tốt. Cá, tôm, phô mai, lòng trắng trứng, thịt bò, ức gà là những thực phẩm bổ sung protein tốt, cũng thích hợp ăn vào bữa sáng. Ngoài ra, sữa, sữa đậu nành, các loại rau củ và trái cây đều có thể ăn vào bữa sáng. Chúng ta có thể chọn vài loại từ những thực phẩm này để kết hợp, cân bằng dinh dưỡng, bữa sáng như vậy sẽ khỏe mạnh hơn. Thời gian ăn sáng cũng rất quan trọng, chọn thời gian đúng để ăn mới tốt cho sức khỏe. Mỗi người có thời gian thức dậy khác nhau, người dậy sớm thì ăn sớm, người dậy muộn thì ăn muộn. Nhưng từ góc độ sức khỏe, ăn sáng trong khoảng 7 đến 8 giờ là hợp lý và tốt cho sức khỏe. Ăn sáng quá sớm không tốt cho dạ dày, lúc này dạ dày chưa tỉnh hẳn, ăn vào không dễ tiêu hóa và đến trưa sẽ đói. Ăn sáng quá muộn càng không tốt, dạ dày sẽ tiết nhiều axit hơn, ảnh hưởng đến đường huyết, gây ra biến động lớn, không có lợi cho sức khỏe. 7 đến 8 giờ sáng, tốt nhất là 7 giờ rưỡi, là thời gian vàng để ăn sáng. Bữa sáng nên ăn thịnh soạn, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Lượng calo của bữa sáng nên chiếm 30% năng lượng cả ngày. Ăn quá nhiều bữa sáng sẽ khiến máu tập trung vào dạ dày để tiêu hóa thức ăn, ảnh hưởng đến cung cấp máu cho não, khiến bạn buồn ngủ vào buổi sáng. Người ta nói bữa sáng nên ăn như vua, nhưng hiện nay nhiều người ăn sáng qua loa như ăn xin, thậm chí có người không ăn sáng, như vậy là rất không tốt cho sức khỏe. Nếu từ bây giờ bắt đầu ăn sáng đúng cách, kiên trì trong một thời gian, cơ thể sẽ có những thay đổi đáng kể. Ông cũng đã học người xưa cách dưỡng sinh thế nào.
Các danh nhân cổ đại đều có những quan điểm riêng về dưỡng sinh, một số vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu bí quyết dưỡng sinh của các danh nhân cổ đại, những ai quan tâm đừng bỏ lỡ. Trọng điểm dưỡng sinh cổ xưa, tâm thuộc quả trong ngũ hành, nằm ở trên và thuộc dương. Thận thuộc thủy trong ngũ hành, nằm ở dưới và thuộc âm. Y học cổ truyền thường nói âm dương cân bằng, thủy hỏa tương tế, tức là sự giao hòa giữa chúng phải thông suốt như đường cao tốc. Chẳng hạn, tâm hỏa phải luôn hạ xuống, gửi khí dương cho thận, thận mới không lạnh, thận thủy phải thăng lên dưỡng tâm âm, nếu không tâm hỏa sẽ quá thịnh. Mối quan hệ giữa tâm và thận giống như mặt trời và băng hà, mặt trời mỗi ngày đều phải xuất hiện, làm tan băng hà từng chút, dùng để tưới tốt ruộng đất, nuôi dưỡng vạn vật. Ngược lại, nhờ có băng hà, nhiệt lượng của mặt trời mới được hấp thu, nếu không mặt đất sẽ biến thành sa mạc. Vì vậy, tâm dương không đủ, không thể gửi đủ khí dương cho thận, gây ra suy giảm tinh chất của thận. Ví dụ, khi tim đập nhanh, rõ ràng là vấn đề ở tim, nhưng nhiều người sẽ nói tim đập thình thịch, cảm giác sợ hãi. Sự sợ hãi tương ứng với thận, do đó khi tim có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến thận. Bạn nên học bí quyết dưỡng sinh của các danh nhân cổ đại. Khổng Tử đề xuất đức nhuận thân, đại đức tất đắc kỳ thọ, nhân giả thọ, tu dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân và các quan điểm khác. Nhân chỉ tình cảm đồng cảm và yêu thương giữa người với người. Thọ có hai ý nghĩa, một là chỉ tuổi thọ thực tế của người, hai là chết nhưng không mất, gọi là thọ. Tức là, có người dù tuổi thọ thực tế không dài, nhưng thành tích và danh tiếng của họ có thể truyền lại lâu dài, thọ của họ có thể nói vượt qua người thường. Lão Tử chủ trương ít tư tưởng, bỏ tham lam, cho rằng họa lớn nhất là không biết đủ, lỗi lớn nhất là mong muốn truy cầu nhiều. Một người tham lam về hưởng thụ vật chất, sẽ mong muốn không giới hạn, tưởng tượng phi thực tế, thậm chí hại người lợi mình, hại công tư túi, tự mình cũng sẽ không yên lòng, vì gánh nặng tâm lý quá lớn, mà tổn hại sức khỏe và thọ mạng. Mạnh Tử đề xuất quan điểm dưỡng sinh tích cực, ham sống nhưng không sống cẩu thả, coi trọng nhân nghĩa hơn cả sinh mệnh. Ông cho rằng, khi cần thiết nên bỏ sống giữ nghĩa. Quan điểm giàu sang không thể làm hư, nghèo hèn không thể chuyển dời, uy vũ không thể khuất phục của ông, trở thành danh ngôn dưỡng đức của những người chính trực suốt hàng ngàn năm. Ông còn khuyến khích phong tục, tôn trọng người già và yêu thương trẻ em, tôn kính người già của mình và tôn kính người già của người khác, yêu thương trẻ em của mình và yêu thương trẻ em của người khác. Ông cho rằng tu dưỡng tốt như luyện khí công, có lợi cho sức khỏe, mỗi người nên dưỡng khí chất mạnh mẽ. Đông Hán Đổng Trọng Thư chỉ ra dưỡng tâm dựa vào nghĩa, đạo đức cao thượng có thể giữ cho tâm trạng vui vẻ, tâm lý luôn khỏe mạnh. Người có nghĩa, dù nghèo vẫn vui, người không có nghĩa, dù giàu cũng không giữ được bản thân. Người nhân từ sống lâu, không tham lam bên ngoài, bên trong thanh tịnh, tâm bình hòa, không mất trung chính, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để dưỡng thân. Dược Dương Tôn Tư Mạc viết trong Thiên Kim Yếu Phương, tính đã thiện, bên trong và bên ngoài không có bệnh tật, tai họa cũng không có lý do xảy ra, đây là dưỡng tính theo kinh điển. Minh Đại Thọ Thế Bảo Nguyên cho rằng, tích thiện có công, luôn giữ đức âm, có thể kéo dài tuổi thọ. Trương Cảnh Nhạc trong Tiền Hậu Thiên Luận viết, chỉ có niềm vui mới có thể dưỡng sinh, muốn vui thì không gì bằng làm việc thiện. Nói ngắn gọn, làm việc thiện, niềm vui và dưỡng sinh có liên hệ mật thiết với nhau. Thanh Đại Dưỡng Sinh Gia Thạch Thiên Cơ cho rằng, người giỏi dưỡng sinh nên lấy đức hạnh làm chính và điều dưỡng làm phụ. Đề xuất giữ tâm an tĩnh, luôn giữ giác tâm, luôn giữ vui vẻ, luôn giữ thiện lương, luôn giữ hòa nhã, luôn giữ an lạc, làm những điều quan trọng để dưỡng đức.
Cuối cùng, chúng ta hãy xem cụ thể những kỹ thuật dưỡng sinh của người xưa là gì. 1. Súc miệng sau khi ăn. Sau khi ăn, chúng ta cần chú ý súc miệng. Điều này giúp làm sạch miệng, phòng ngừa bệnh miệng. Danh y cổ đại Trương Trọng Cảnh chỉ ra, sau khi ăn nên súc miệng, giúp răng không hỏng và miệng thơm. Giữ ẩm và sạch sẽ cho miệng, kích thích vị giác trên lưỡi, tăng cường chức năng vị giác, phòng ngừa bệnh miệng và răng hiệu quả, giúp tiêu hóa. 2. Xoa bụng sau khi ăn. Sau khi ăn, chúng ta có thể xoa bụng. Điều này giúp tiêu hóa tốt hơn, có lợi cho sức khỏe. Danh y Đường Đại Tôn Tư Mạc từng đề xuất, mỗi lần ăn xong, nên xoa mặt và bụng, giúp dịch tiêu hóa lưu thông. Sau khi ăn xong nên đi dạo. Ông còn yêu cầu dùng tay xoa bụng hàng trăm lần, gõ răng 36 lần, dịch đầy miệng. Chỉ cần làm được điều này, người sẽ ăn uống tốt, không mắc bệnh. Nếu ăn no rồi nằm ngủ, sẽ sinh bệnh. Cách làm cụ thể, dùng lòng bàn tay đặt lên bụng, lấy rốn làm trung tâm, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ mỗi bên 20 đến 36 vòng. 3. Đi bộ sau khi ăn. Đi bộ 100 bước sau khi ăn, sống đến 99 là câu tục ngữ rất phổ biến, nhưng vận động sau bữa ăn phải chậm, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Trong thư dưỡng gối đầu ghi lại sau khi ăn nên đi dài 100 bước, rất có lợi cho con người. Nói rằng đi bộ chậm sau bữa ăn giúp thúc đẩy nhu động dạ dày, có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Nhưng không nên đi nhanh, không nên vận động mạnh. Thời gian đi bộ nên là 20 phút sau bữa ăn, không nên vừa ăn xong đã đi bộ. Những người có thể trạng yếu và bị sa dạ dày không nên đi bộ sau bữa ăn, nên nằm nghỉ 10 phút sau khi ăn. Người bị bệnh tim mạch và mạch máu não cũng không nên. 4. Nghe nhạc sau khi ăn. Thọ Thế Bảo Nguyên nói lá lách thích nghe nhạc, nghe âm thanh sẽ chuyển động và nghiền thức ăn. Đạo gia cũng có câu lá lách nghe nhạc thì nghiền. Nghe nhạc nhẹ nhàng và trong trẻo khi ăn, giúp tăng cường cảm giác thèm ăn và tiêu hóa. Và nghe nhạc sau khi ăn có thể nuôi dưỡng tâm tính, giúp khí quy tụ, vui vẻ quên ưu phiền. Ai quan tâm sức khỏe và tuổi thọ, muốn dưỡng sinh hiệu quả nhất, không bằng học hỏi người xưa. Ví dụ nói về quả dâu tằm, một nắm quả dâu tằm rẻ tiền, nhưng lại là báu vật dưỡng sinh. Trong dân gian, dâu tằm thường được dùng để ngâm siro hoặc ăn trực tiếp, đều rất tốt cho sức khỏe. Ngoài là thứ nước giải nhiệt trong mùa hè, đây còn là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Theo lương y Bùi Hồng Minh, cây dâu tằm là loại cây quen thuộc, sử dụng phổ biến trong dân gian. Cây dâu tằm có tên là tang dâu cam. Không chỉ quả dâu mà tất cả các bộ phận từ rễ, thân, lá, thậm chí là những con vật ký sinh, ăn lá dâu tằm như tò giò, tằm, cũng đều là vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, quả dâu chính có vị chua, tính hàn, đi vào kinh can, tâm và thận. Tác dụng bổ huyết, sinh tân dịch, nhuận táo, tăng tân dịch, khỏe người, an thần, ngủ ngon, sáng mắt, chống lão hóa, chủ trị thiếu máu, đau khớp xương. Do quả dâu chính có tác dụng đi vào hai kinh can và thận nên được dùng để trị thận yếu, thiếu máu, suy nhược cơ thể, táo bón, mất ngủ, tóc bạc sớm. Lương y cho hay, quả dâu tằm thường được ngâm siro, tác dụng giảm khát, chữa táo bón. Uống nước dâu tằm cũng giúp cho hệ tiêu hóa được kích thích, ăn ngon miệng hơn. Dâu tằm cũng rất tốt cho người khó ngủ, mất ngủ vì có chứa hoạt chất giúp ngủ ngon, sâu giấc hơn. Tan thầm 20 giờ, sinh địa 20 g, sắc với nước, thêm đường hay mật ong cùng uống, trị chứng huyết hư, tân dịch thiếu sinh táo bón. Người có chứng huyết hư, đầu nhức, mắt hoa, ít ngủ dùng tan thầm kết hợp với nữ trinh tử, hạng liên thảo. Các vị liều lượng bằng nhau, tán thành bột mịn, trộn mật ong hoàng viên. Ngày 2 lần, mỗi lần 12 g,
giúp giảm đau đầu, hoa mắt, ngủ ngon. Ở một số nơi, người dân còn nấu cao tan thầm, dùng giúp dưỡng huyết nhuận tràng, chữa huyết hư, gan thận yếu, lưng gối đau mỏi, các chứng tê do huyết và phong của người già, táo bón. Lương y Bùi cho biết thêm, tan thầm còn được biết đến là loại quả kéo dài tuổi thanh xuân. Trong sách cổ còn ghi chép lại quả dâu còn được gọi là quả trường thọ. Cách dùng dâu là thuốc trường thọ, chống lão hóa như sau: dùng dâu chín khô 20 giờ, hoặc dâu chín tươi 60 gram, kỷ tử 15 g, sắc hãm, ngày uống một lần. Dùng cho các trường hợp mờ mắt, giảm thị lực, sâu tóc bạc sớm, tăng cường khí huyết, giúp đẹp da, ngủ ngon. Một số bài thuốc từ quả dâu để bồi bổ sức khỏe như: 1. Chữa chứng thiếu máu, làm mát máu, hồi hộp mất ngủ, dâu chín khô 20 giờ, hoặc dâu chín tươi 60 gram, long nhãn 30 gram, nấu sắc lấy nước đặc, cho uống ngày một lần. 2. Tóc khô gãy, rụng, chống bạc, quả dâu, sinh địa, mỗi thứ 30 gram, đường trắng 15 g, giả nát sắc uống, chia 10 lần uống. 3. Chữa chứng hay quên, chóng mặt, đau nhức xương khớp, đau lưng gối, hoa mắt, suy nhược cơ thể, táo bón, ăn dâu tầm chín thường xuyên mỗi ngày sẽ giảm những triệu chứng này. 4. Chữa ăn không tiêu, trướng bụng, óc ách, tức thở, quả dâu 10 giờ, bạch truật 6 g, sắc uống. 5. Hoạt huyết, dưỡng huyết thông kinh, bế kinh do huyết ứ, quả dâu 15 giờ, hồng hoa 3 giờ, kê huyết đằng 13 g, rượu trắng 1 thìa con, 15 ml, cho tất cả vào nồi nấu lấy nước bỏ bã, ngày một thang, uống trong 5 đến 7 ngày. 6. Ra nhiều mồ hôi trộm, quả dâu, ngũ dị tử, mỗi loại 10 giờ, sắc kỹ đến khi còn 1/2, uống ngày một lần. 7. Viêm đa khớp dạng thấp, quả dâu tươi 100 gram, rượu trắng, gạo hoặc nếp ngon, dâu rửa sạch, giã nát gói vào túi vải, ngâm vào rượu 3-5 ngày, uống mỗi lần 20-25 ml. 8. Cháo quả dâu, quả dâu chín 40 gram, gạo 50 gram, đường phèn vừa đủ, nấu cháo lỏng ăn buổi sáng, chưa ăn gì, bụng đói, rất tốt đối với người già, yếu, ốm dậy. Quả dâu tầm có nhiều tác dụng với sức khỏe. Tuy nhiên, những người đang bị tiêu chảy, viêm dạ dày, không nên ăn nhiều vì dâu tầm có tính hàn. Quý vị thân mến, trong dưỡng sinh hiện đại ngày nay, chúng ta nên học theo bí quyết sống thọ của người Nhật. 5 thói quen tốt giúp người Nhật sống thọ, nhưng tắm nắng xếp thứ 3, thói quen đứng đầu có lẽ bị nhiều người bỏ qua. Đáng chú ý là, tuổi thọ trung bình của Nhật Bản vẫn đang tăng đều. Điều này không nghi ngờ gì đã cung cấp cho chúng ta một mô hình dưỡng sinh đáng học hỏi. Vậy tuổi thọ của con người chủ yếu được quyết định bởi những yếu tố nào? 1. Yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền không nghi ngờ gì là nền tảng quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ, giống như hạt giống mang theo bí mật của sự phát triển, gen của chúng ta cũng chứa đựng mật mã của sự sống. Trong những mật mã này, có những mật mã quyết định sức khỏe thể chất của chúng ta, có những mật mã liên quan đến khả năng dễ mắc bệnh. Chính những khác biệt di truyền nhỏ này khiến cho kỳ vọng tuổi thọ của mỗi người là khác nhau. 2. Yếu tố môi trường. Tuy nhiên, yếu tố di truyền không phải là yếu tố duy nhất quyết định tuổi thọ. Yếu tố môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng. Môi trường chúng ta sống, dù là môi trường tự nhiên hay môi trường xã hội, đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta. Không khí trong lành, nguồn nước sạch, khí hậu phù hợp, những điều này là tài sản quý giá từ môi trường tự nhiên, giúp chúng ta duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Trong khi đó, các yếu tố như mối quan hệ xã hội, áp lực công việc, nhịp sống trong môi trường xã hội,
cũng ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tâm lý và thể chất của chúng ta. 3. Thói quen sống. Ngoài ra, thói quen sống cá nhân cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ. Chế độ ăn uống, vận động, giờ giấc sinh hoạt có tốt hay không trực tiếp liên quan đến sức khỏe thể chất và tuổi thọ của chúng ta. Chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục điều độ, giờ giấc sinh hoạt đều đặn, đây đều là những phương pháp hiệu quả để duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Dân, tuổi thọ trung bình của Nhật Bản là 83,7 tuổi. Trong bảng xếp hạng của Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản đứng đầu với tuổi thọ trung bình cao tới 83,7 tuổi. Con số này đã thu hút sự chú ý và ngạc nhiên rộng rãi trên toàn cầu. Dù Nhật Bản trong ấn tượng của nhiều người đã là một quốc gia có kỹ thuật y tế tiên tiến, môi trường tốt và kinh tế phát triển cao, tuy nhiên, đằng sau con số này còn ẩn chứa những yếu tố sâu sắc và đa dạng hơn. Nếu bạn cũng muốn sống khỏe mạnh và lâu dài, hãy học hỏi 5 thói quen tốt của người Nhật, có thể sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Đây là 5 thói quen tốt giúp người Nhật sống thọ. Tắm nắng xếp thứ 3, thói quen đứng đầu có lẽ bị nhiều người bỏ qua. Thói quen thứ 5, môi trường sống thoải mái. Môi trường sống thoải mái là một thói quen quan trọng giúp người Nhật sống thọ. Ở Nhật Bản, người ta rất coi trọng việc tạo dựng và duy trì môi trường sống, không chỉ ở việc giữ cho không gian sống sạch sẽ và đẹp mắt, mà còn là sự theo đuổi sâu sắc về tính lành mạnh và thoải mái của môi trường sống. Môi trường sống thoải mái có nhiều ảnh hưởng đến tuổi thọ của người Nhật. Một môi trường sống lành mạnh và thoải mái giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra, môi trường tự nhiên đẹp đẽ giúp tinh thần con người thư thái, giảm bớt căng thẳng và lo lắng, có lợi cho sức khỏe tâm lý và thể chất. Cuối cùng, tham gia vào việc cải thiện và duy trì môi trường cộng đồng cũng có thể tăng cường khả năng giao tiếp xã hội và cảm giác thuộc về, thúc đẩy sự hài hòa và ổn định trong các mối quan hệ. Thói quen thứ 4, yêu thích uống trà. Yêu thích uống trà, một thói quen đơn giản nhưng tao nhã, đã in sâu vào cuộc sống của người Nhật, trở thành một bí quyết quan trọng giúp họ sống thọ và khỏe mạnh. Ở Nhật Bản, văn hóa trà đã tồn tại từ lâu, không chỉ là một phần của văn hóa ẩm thực mà còn là một thái độ sống và triết lý. Người Nhật yêu trà thể hiện qua việc chọn lựa kỹ càng lá trà, quá trình pha trà tỉ mỉ và cách thưởng thức trà tinh tế. Uống trà có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi thọ của người Nhật. Lá trà chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất như polyphenol, kết chừng. Những chất này có hoạt tính sinh học như chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh mãn tính. Ngoài ra, caffeine trong trà còn giúp tỉnh táo, tăng cường sự tập trung, có tác dụng tích cực trong việc giảm mệt mỏi và tăng hiệu quả làm việc. Thói quen thứ 3, thích tắm nắng. Ở Nhật Bản, tắm nắng đã trở thành một thói quen hàng ngày của nhiều người. Họ hiểu rõ rằng việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời một cách hợp lý rất quan trọng đối với sức khỏe. Tia UV trong ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. Vitamin này rất quan trọng cho sức khỏe xương, hệ miễn dịch và tim mạch. Vì vậy, người Nhật thường chọn những ngày nắng đẹp để ra ngoài đi dạo, tham gia hoạt động ngoài trời để cơ thể được tắm nắng đầy đủ. Tắm nắng còn giúp người Nhật thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng. Trong cuộc sống hiện đại nhanh chóng, nhiều người thường cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tắm nắng là một cách thư giãn đơn giản nhưng hiệu quả. Khi ánh nắng chiếu vào cơ thể, con người cảm thấy ấm áp và thoải mái. Điều này giúp giảm căng thẳng, giảm bớt áp lực, có lợi cho sức khỏe tâm lý và thể chất. Thói quen thứ 2,
khám sức khỏe định kỳ. Khám sức khỏe định kỳ, một phương pháp quản lý sức khỏe được người Nhật ưa chuộng, không nghi ngờ gì là một bí quyết quan trọng giúp họ sống thọ. Họ hiểu rõ rằng chỉ khi kịp thời nắm bắt và hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân mới có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh kịp thời, từ đó kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ở Nhật Bản, dù là người già hay người trẻ đều rất coi trọng việc khám sức khỏe định kỳ. Họ thường chọn các cơ sở y tế chính quy, thực hiện khám tổng quát theo lời khuyên của bác sĩ. Lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ là rất rõ ràng. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, nhiều bệnh tật ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ rệt. Nhưng thông qua khám sức khỏe có thể phát hiện những chỉ số hoặc tổn thương bất thường, từ đó can thiệp và điều trị kịp thời, tránh tình trạng bệnh xấu đi. Ngoài ra, khám sức khỏe còn giúp hiểu rõ tình trạng cơ thể, điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống, phòng ngừa bệnh tật. Thói quen đứng đầu, ăn uống thanh đạm. Ăn uống thanh đạm là một trong những thói quen tốt giúp người Nhật sống thọ. Thói quen này đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của họ, trở thành bí quyết quan trọng giúp họ sống khỏe và thọ. Ở Nhật Bản, ăn uống thanh đạm không có nghĩa là thức ăn đơn điệu và nhàm chán. Ngược lại, nó nhấn mạnh sự tươi ngon, tự nhiên và cân bằng dinh dưỡng của thực phẩm. Người Nhật chú trọng chọn lựa thực phẩm theo mùa, tại địa phương, để giữ được hương vị nguyên bản và giá trị dinh dưỡng cao nhất của thực phẩm. Trên bàn ăn của họ, thường thấy các loại cá tươi, thịt, rau củ, đậu phụ. Những thực phẩm này giàu protein, vitamin và khoáng chất, giúp duy trì chức năng và sức khỏe cơ thể. Ngoài ra, cách chế biến thực phẩm của người Nhật cũng rất chú trọng đến việc giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng của thực phẩm. Họ ít khi sử dụng phương pháp chiên rán hay các gia vị đậm đà, thay vào đó, ưa chuộng phương pháp hấp, luộc, nướng để giữ được hương vị tươi ngon và dinh dưỡng của thực phẩm. Cách chế biến này không chỉ giúp giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, mà còn giảm lượng dầu mỡ và muối tiêu thụ, giúp phòng ngừa các bệnh mãn tính như cao huyết áp, mỡ máu cao, giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Tại sao người Nhật thích ăn natto, hay còn gọi là đậu tương lên men? Natto, một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc, phát triển tại Nhật Bản, đã trở thành món ăn quan trọng trên bàn ăn của người Nhật. Vậy tại sao người Nhật lại thích ăn natto đến vậy? Kể từ khi natto du nhập vào Nhật Bản, nó nhanh chóng hòa nhập vào văn hóa ẩm thực địa phương, trở thành một món ăn truyền thống. Người Nhật coi natto là một thực phẩm lành mạnh, thường xuyên ăn để duy trì sức khỏe. Theo thời gian, natto ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của người Nhật. Đậu tương lên men có nhiều lợi ích cho sức khỏe do chứa nhiều chất dinh dưỡng quý báu. Đây là 10 lợi ích sức khỏe của natto. 1. Hỗ trợ sức kháng. Natto chứa probiotics, các vi khuẩn có lợi cho tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi khuẩn ruột, tăng cường sức kháng của cơ thể. 2. Giảm nguy cơ các bệnh lý. Một số nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ natto với việc giảm nguy cơ các bệnh lý như bệnh tim mạch, tiểu đường và bệnh tim mạch. 3. Hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt. Natto có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các vấn đề về tuyến tiền liệt ở nam giới. 4. Lợi ích cho da. Natto cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe da, giúp da sáng hơn và mịn màng hơn. 5. Cung cấp chất xơ. Natto là một nguồn tốt chất xơ hòa tan, giúp tăng cường sức kháng của hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón. 6. Protein chất lượng cao. Natto chứa protein chất lượng cao với tất cả các axit amin cần thiết cho cơ thể. Điều này có lợi cho việc xây dựng và duy trì cơ bắp, mô tế bào. 7. Nhiều khoáng chất.
Natto chứa nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, magie, canxi, kẽm và kali, giúp duy trì sức khỏe xương và thần kinh. 8. Nhiều vitamin. Natto cung cấp nhiều vitamin quan trọng như vitamin K, vitamin C, vitamin B2, riboflavin và nhiều loại vitamin B khác, giúp duy trì chức năng cơ thể. 9. Chất chống oxy hóa. Natto chứa nhiều chất chống oxy hóa như nattokinase, một enzyme có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. 10. Giúp hệ tiêu hóa. Natto có men natto, một loại enzyme tiêu hóa, có thể giúp cải thiện sức kháng của hệ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng natto có mùi thơm và hương vị độc đáo, không phải ai cũng yêu thích. Một số người có thể cảm thấy khó chịu với mùi và hương vị của natto. Cách làm natto đậu tương lên men đơn giản và thơm ngon. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 250g đậu tương, đậu nành. 7 đến 10 giờ natto có thể mua tại các cửa hàng, siêu thị, trang thương mại điện tử chuyên bán đồ Nhật. 1 lít nước, muối, dụng cụ, nồi áp suất, nếu có, không thì dùng nồi bình thường cũng được, giấy bạc, thùng xốp giữ nhiệt, bóng đèn chính oát. Cách làm đậu tương lên men như sau. Sơ chế nguyên liệu. Sơ chế và ngâm đậu nành để loại bỏ các chất ức chế men có nhiều trong hạt, gây ức chế cho quá trình tiêu hóa. Đong đậu nành vào nồi to, dùng vòi nước xả mạnh để bọt và các hạt lép, hạt mốc nổi lên thì lược hết ra ngoài. Sau đó, lọc qua rây, lấy phần đậu đem nấu trong nồi áp suất với 1 lít nước. Khi nước sôi thì nấu thêm tầm 45 phút nữa với lửa nhỏ. Để kiểm tra, ta có thể bóp thử một hạt, nếu bóp dễ dàng thì chứng tỏ đậu đã chín. Cho đậu còn ấm và gia vị natto vào tô, trộn thật đều tay. Sau đó, dàn phẳng đậu ra, dày tầm 2-3cm thôi, đừng quá dày bạn nhé. Ủ đậu tương. Dùng giấy bạc bọc miệng âu lại, rồi dùng dao đâm dài lỗ nhỏ lên giấy bạc. Xong thì đặt âu đậu vào trong thùng xốp giữ nhiệt, rồi bật bóng đèn chính oát, để cạnh, để ủ ấm. Sau đó, đậy nắp thùng xốp lại, nhưng đậy hờ thôi, đừng đậy kín nhé. Ta sẽ ủ khoảng 22 đến 24 giờ với nhiệt độ ổn định 37 đến 47 độ C. Vậy là xong rồi đó. Sau thời gian ủ, bạn hãy để ngăn mát tủ lạnh tầm 4 đến 5 ngày cho bớt mùi, rồi hẳn đông lạnh dùng dần nhé. Thành phẩm: đậu tương lên men đạt chuẩn là có độ dính cao, nhiều sợi tơ như tơ nhện. Chúng có thể kéo dài và sở hữu một mùi vị khá nồng. Có người không quen thì sẽ bảo mùi khó chịu. Còn khi đã quen rồi thì sẽ thấy đậu có vị bùi bùi béo béo, rất ngon và có hương vị giống với phô mai. Thành quả là những hạt đậu có màu nâu, độ nhớt dính cao đến mức có thể kéo thành sợi và có mùi đặc trưng. Để natto nguội tự nhiên trong 1 giờ sau, đó cất vào tủ lạnh để quá trình lên men kết thúc. Sau khi để ở tủ lạnh vài ngày, hương vị của natto sẽ tăng lên, lúc đó mới là lúc ngon nhất. Vậy ăn đậu tương lên men với thực phẩm gì? Xin thưa, đậu tương lên men thường được kết hợp với: 1. Mì gói, thêm vào mì gói sau khi nấu chín. 2. Cơm trắng, đặt trực tiếp lên cơm trắng. 3. Xôi, kết hợp với xôi sáng. 4. Nước mắm men, trộn với dầu mè, nước tương, đường và wasabi để chấm sushi hoặc sashimi. 5. Món Nhật Bản, làm nguyên liệu trong sushi, oden hoặc lẩu. 6. Salad, thêm vào salad cùng rau sống và gia vị. Natto có mùi và hương vị đặc trưng, có thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân của bạn. Tiếp theo là nói về uống sao để sống khỏe thọ. Ly nước đầu tiên sau khi thức dậy,
nên uống thế nào để sống thọ hơn. Thực tế, uống nước đúng cách sẽ có lợi cho tuổi thọ. Những điều sau đây bạn có biết không? 1. Uống nước cần có quy luật. Đừng nghĩ rằng sáng sớm chỉ uống một ly nước là đủ. Một ly nước chỉ là một con số, không phải là một con số thực. Vì vậy, buổi sáng nên uống nước tốt, không nên uống quá nhiều hay quá ít, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Uống quá nhiều sẽ phản tác dụng, uống quá ít cũng không có tác dụng. Cách tốt nhất là dựa vào tình trạng thực tế của bản thân, uống một lượng vừa phải. 2. Uống nước cần chú ý thứ tự. Thứ tự uống nước cũng rất quan trọng. Trước khi uống nước, tốt nhất là đánh răng và súc miệng. Điều này ai cũng biết. Trước tiên là làm sạch miệng, sau đó mới uống nước, gọi là diệt tốt nhiều trở ngại. Nếu uống nước vào lúc không phù hợp, dù có đủ nước cũng sẽ gây ra một số thiếu sót. Vì vậy, khi uống nước, cần phải thực hiện một cách hoàn hảo nhất. 3. Uống nước cần từ từ. Dù khát nước, cũng không nên uống ừng ực, nên uống từ từ theo dòng chảy nhỏ. Cần nhớ rằng, khi ăn nếu ăn quá nhanh, sẽ gây khó nuốt thức ăn, có thể gây ra rối loạn dạ dày. Thực tế, uống nước cũng tương tự. Cần uống nước từ từ, uống từng ngụm nhỏ, như vậy vừa giải khát, vừa bổ sung nước cần thiết cho cơ thể. 4. Uống nước cần điều chỉnh nhiệt độ. Ly nước đầu tiên vào buổi sáng là ly nước quan trọng nhất trong ngày, vì vậy cần chú ý đến nhiệt độ của nước. Cũng giống như mọi ly nước uống trong ngày, cần điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Dù là nước lạnh hay nước nóng, cả hai đều là những hành động cực đoan, nếu đã đến giới hạn, có thể sẽ phản tác dụng. Tất nhiên, mỗi người cần chọn nhiệt độ phù hợp theo sở thích của mình. Ngoài việc uống nước để khỏe mạnh và sống thọ, còn cần làm tốt hai việc sau. 1. Bổ sung dinh dưỡng. Theo tuổi tác, hệ xương của cơ thể sẽ dần lão hóa, kèm theo các vấn đề về xương khớp. Câu nói người già xương cốt cũng già là đúng. Theo thống kê, trong số người trên 40 tuổi, có một nửa gặp vấn đề về xương khớp. Nếu không chú ý cải thiện và điều chỉnh, tuổi thọ có thể giảm 10 đến 15 năm. Nhiều vấn đề về xương khớp là do thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, cần bổ sung dinh dưỡng cho xương khớp như collagen type 2 thủy phân, protein từ sữa non, khoáng chất từ sữa, nghệ, steron thực vật, nhân sâm và nhiều loại thảo dược quý khác. Các chất này giúp ức chế enzyme phân hủy MMPs và kích thích sản xuất dịch khớp, giảm hoạt động của các yếu tố viêm, từ đó ngăn ngừa viêm khớp. Bổ sung lâu dài có thể phục hồi các tế bào sản xuất collagen và xương, kích thích tăng trưởng tế bào xương, tăng mật độ xương và ngăn chặn mất xương, tái tạo mô xương, cải thiện các triệu chứng khó chịu do vấn đề xương khớp. 2. Duy trì tinh thần tốt. Tâm lý tốt là điều không thể thiếu đối với một người. Áp lực hiện đại quá lớn, con người dễ bị căng thẳng, lo âu, trầm cảm, dễ cáu gắt. Những điều này sẽ dẫn đến huyết áp tăng, gây ra hàng loạt bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ. Kết luận, uống nước là một nghệ thuật sống, cần tìm hiểu và khám phá. Cần học cách tận dụng lợi ích, tránh hại, từ một ly nước tốt đến việc uống nhiều ly nước. 3. Khuyến nghị cho người trung niên và người già, nếu điều kiện cho phép, nên ăn 6 loại bữa sáng này, tốt hơn uống sữa đậu nành hàng ngày. Câu nói một ngày tốt lành bắt đầu từ buổi sáng rất đúng. Bữa sáng rất quan trọng, đặc biệt là đối với người trung niên và người già, bữa sáng càng không thể qua loa. Bữa sáng không chỉ cần no, mà còn cần đúng và tốt. Đầu xuân, thời tiết thay đổi, không khí khô, bữa sáng cần có chút súp nước. Nhiều người trung niên và già sợ phiền phức, mỗi ngày chỉ uống sữa đậu nành. Dù sữa đậu nành ngon, nhưng uống lâu dài sẽ thiếu dinh dưỡng,
và không phải ai cũng uống được. Nhiều người già uống sữa đậu nành không có lợi, thậm chí gây thêm vấn đề. Nếu có những bữa sáng dinh dưỡng, không cần dậy sớm làm, còn bổ sung dinh dưỡng, bạn có muốn thử không? Khuyến nghị người trung niên và người già, nếu điều kiện cho phép, hãy ăn 6 loại bữa sáng này, tốt hơn uống sữa đậu nành hàng ngày. Cùng xem nhé! Bữa sáng thứ nhất, bột ngô. Ngô chứa nhiều dưỡng chất, rất có lợi cho người trung niên và người già. Nếu bạn thường thấy mắt mờ, da nhăn nheo, đi vệ sinh không đều, cần ăn nhiều ngô hơn. Nghe đến đây, bạn có thể nói, khi lớn tuổi, không thể nhai ngô. Tại sao không biến ngô thành dạng khác để ăn? Ví dụ như làm thành bột ngô. Uống một bát bột ngô vào bữa sáng, cảm giác rất dễ chịu. Khi làm bột ngô, có thể kết hợp thêm các nguyên liệu khác, dinh dưỡng phong phú và cân bằng, tốt hơn sữa đậu nành nhiều. Bột ngô bí rõ. Nguyên liệu cần chuẩn bị: bí rõ, ngô nghiền hoặc hạt ngô tươi. 1. Lấy một lượng vừa đủ bí rõ, gọt vỏ, bỏ ruột, cắt thành miếng. 2. Rửa sạch ngô nghiền bằng nước 2 lần, cũng có thể dùng hạt ngô, tùy theo tình hình nguyên liệu tại nhà. 3. Đổ bí đỏ và ngô nghiền vào máy làm sữa đậu nành, thêm nước vừa đủ, có thể thêm một phần sữa theo sở thích, khởi động chế độ nấu cháo. 4. Bột ngô bí đỏ đã sẵn sàng, mùi thơm tỏa ra, có vị ngọt nhẹ, hương vị rất ngon, còn ngon hơn sữa đậu nành. Vì bí đỏ có vị ngọt tự nhiên, nên người trung niên và người già không cần thêm đường. Nếu muốn uống bột ngô ngay sau khi dậy, có thể chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ đêm trước để vào máy làm sữa đậu nành. Dậy sớm chỉ cần bấm máy, tiết kiệm thời gian và công sức. Bữa sáng thứ hai, mì lúa mì yến mạch. Mì lúa mì yến mạch là món ăn rất dinh dưỡng, đừng coi thường. Người trung niên và người già ăn thường xuyên sẽ có đôi chân khỏe mạnh hơn, còn giúp các chỉ số bất thường dần trở lại bình thường, nói chung là rất có lợi cho sức khỏe. Mì lúa mì yến mạch có thể làm ra nhiều món ăn ngon, hương vị tự nhiên, dai ngon, đặc biệt vào bữa sáng. Nếu có thể ăn một bát mì lúa mì yến mạch, ăn nóng hổi rất dễ chịu. Mì lúa mì yến mạch không chỉ ngon mà còn no, ăn no mà không lo tích mỡ. Cùng xem cách làm mì lúa mì yến mạch nhé! Nguyên liệu cần chuẩn bị: mì lúa mì yến mạch, cà chua, trứng gà và rau cải, muối, xì dầu và dầu mè. 1. Trộn bột mì lúa mì yến mạch với nước nóng khoảng 90 độ để thành bột. Nặn bột thành dài, cắt thành từng miếng nhỏ như hạt đậu phộng. 2. Dùng tay nặn từng miếng bột trên mặt bàn thành hình con thoi. Xếp mì đã nặn vào nồi hấp, không xếp chồng, hấp trong 8 phút sau khi nước sôi. Sau khi hấp chín, để mì nguội, tách các sợi mì dính vào nhau. Mì có thể làm sẵn, trữ đông, dùng dần. 3. Trước khi ăn sáng, đun nóng dầu trong nồi, cho cà chua cắt miếng vào xào cho ra nước và mùi thơm, thêm nước nóng, cho mì vào, nêm xì dầu và muối. Khi nước sôi lại, cho trứng gà vào, thêm rau cải, nhỏ vài giọt dầu mè, tắt bếp. Bữa sáng thứ ba, yến mạch. Nhiều người trung niên và người già khó đi vệ sinh, bụng đầy, miệng hôi, lâu dần còn gặp vấn đề khác. Yến mạch chứa nhiều chất xơ không hòa tan, là loại ngũ cốc cao protein, thấp chất béo, chứa nhiều vi chất như axit folic, đều là dinh dưỡng cần thiết cho người trung niên và người già. Ăn sáng thường xuyên với yến mạch, sau một thời gian sẽ thấy dễ đi vệ sinh hơn. Ăn yến mạch không làm tăng cân, còn cung cấp dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch, rất lợi ích. Do đó, yến mạch là món không thể thiếu trong danh sách bữa sáng. Cách ăn yến mạch rất đa dạng, ngoài pha với nước sôi và sữa, còn có thể thêm hạt, trái cây khô và tươi khi pha yến mạch. Có thể thêm bí đỏ hoặc khoai,
dinh dưỡng đầy đủ hơn. Yến mạch còn có thể nấu thành cháo yến mạch chuối, cháo yến mạch ngũ cốc, thay đổi cách ăn, tốt hơn uống sữa đậu nành nhiều. Bữa sáng thứ tư, bột ngũ cốc. Nhiều người trung niên và người già không thích ăn sáng bên ngoài, nên trong nhà cần dự trữ bột đậu nành ăn liền. Thực tế, bạn nên dự trữ bột ngũ cốc, cũng là loại ăn liền, nhưng bột ngũ cốc có thành phần đa dạng hơn, như gạo đen, đậu đen, mè đen, yến mạch và gạo lứt. Khi ăn sáng, chỉ cần pha đơn giản là có thể uống được cháo ngũ cốc, tốt hơn nhiều so với uống sữa đậu nành. Cách làm bột ngũ cốc ăn liền. Nguyên liệu cần chuẩn bị: các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, các loại gạo như gạo đen, tiểu mạch, gạo lứt, nếp, có thể điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân. 1. Rửa sạch tất cả nguyên liệu, lưu ý đậu và gạo nên rửa riêng, sau khi rửa sạch, để ráo nước. 2. Dùng chảo sạch không dầu, cho gạo đã rửa vào, đun lửa lớn cho bay hơi nước, sau đó giảm lửa rang chín. Khi dùng tay bóp nhẹ, hạt gạo dở ra, lõi gạo giống bỏng ngô là gạo đã rang chín, để nguội. 3. Rang đậu theo cách tương tự, khi giỏ đậu nước, lộ lõi đậu, tỏa mùi thơm là đậu đã rang chín. Nếu không chắc chắn, có thể nếm thử, khi giòn thơm không còn mùi tanh là được. 4. Sau khi rang chín gạo và đậu, nghiền thành bột bằng máy xay. Đậu có thể rây qua nhiều lần để bột mịn hơn. Thêm một lượng yến mạch nghiền vào bột để cháo ngũ cốc sánh mịn hơn. 5. Trộn đều bột ngũ cốc đã nghiền, để nguội, bảo quản trong hộp kính. 6. Khi ăn, pha ít nước ấm cho tan, sau đó pha thêm nước sôi là dùng được. Bột ngũ cốc ăn liền, đơn giản dễ pha, dễ ăn ngay cả với người già răng yếu. Hãy làm một ít, làm bữa sáng dinh dưỡng hoặc bữa ăn nhanh tiện lợi, đừng quá tiết kiệm. Bữa sáng thứ năm, canh rong biển. Nhiều người trung niên và người già không muốn ăn sáng, không có sức, dễ mệt mỏi dù không làm gì nhiều. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy, cần tìm hiểu bữa sáng phù hợp cho người trung niên và người già. Súp rong biển là một trong số đó. Rong biển, còn gọi là rau của biển, chứa lượng kali rất cao. Mỗi 100g rong biển khô chứa 1.796mg kali. Rong biển được coi là kho dinh dưỡng. Súp rong biển thơm ngon, dễ làm nhưng giàu dinh dưỡng, thường xuyên ăn giúp ăn ngon miệng, chân tay khỏe mạnh. Cách nấu súp rong biển. Nguyên liệu cần chuẩn bị: rong biển, tôm khô, trứng gà, hành lá, muối, nước tinh bột, dầu mè. 1. Xé rong biển thành miếng nhỏ, rửa nhanh bằng nước ấm, không rửa quá kỹ. 2. Đun nóng ít dầu trong chảo, cho tôm khô và một ít hành lá vào xào cho thơm, tôm khô xào đến màu vàng nhạt. Súp rong biển tôm khô làm như vậy mới thơm ngon. 3. Thêm nước vừa đủ đun sôi, thêm muối, đun 1 phút. 4. Cho rong biển vào, khuấy đều với nước tinh bột. 5. Đổ trứng gà vào, khi trứng nổi lên thì tắt bếp, nhỏ vài giọt dầu mè, rắc thêm hành lá. Súp rong biển tôm khô đã sẵn sàng, đừng chỉ uống sữa đậu nành nữa, hãy thử súp rong biển này, thơm ngon đặc biệt. Bữa sáng thứ sáu, bột sen. Bột sen là món ăn giặt già trẻ đều thích. Bột sen dễ làm, hương vị thơm ngon, được coi là món bổ dưỡng quý giá. Bột sen giàu dinh dưỡng, dễ hấp thụ, có nhiều lợi ích cho người trung niên và người già. Bột sen chứa nhiều kali và vi chất khác, ăn thường xuyên giúp xương khỏe, bổ huyết và khí. Khi lớn tuổi, trong nhà nên luôn có bột sen. Bột sen ngon nhưng nhiều người không biết pha, pha không đúng sẽ có cục, không ngon. Vậy pha bột sen thế nào mới đúng? Cách pha bột sen đúng cách: cho bột sen vào bát, đổ ít nước ấm vào,
vừa đủ để tan bột, khuấy đều thành bột lỏng. Tiếp theo, đổ nước sôi vào nhanh chóng, lưu ý dùng nước sôi mới, không dùng nước trong bình đun đã để lâu, nhiệt độ không đủ. Vừa đổ nước sôi vừa khuấy, bột sen sẽ nhanh chóng trở nên trong suốt và sánh mịn. Khuấy đều theo một hướng, nếu vẫn khó pha đúng, không sao. Có thể đun sôi nước trong nồi, rồi đổ bột sen đã khuấy vào, đun và khuấy đều, sẽ không bị hỏng. Nhiều người trung niên và người già chỉ biết uống sữa đậu nành cho bữa sáng, thực tế còn có bột sen, bột ngũ cốc, súp rong biển, mì lúa mì yến mạch, bột ngô và yến mạch rất phù hợp cho bữa sáng, ăn như vậy sẽ có chân tay khỏe mạnh và nhiều sức sống. Nếu điều kiện cho phép, hãy ăn đa dạng hơn, đừng chỉ biết tiết kiệm. Ngoài các món thực phẩm dưỡng sinh, thì năm thói quen xấu này có thể đánh cắp tuổi thọ của bạn. Nếu muốn sống lâu hãy sớm thay đổi. 1. Thức khuya quá mức. Cuộc sống hiện đại nhanh chóng, áp lực công việc lớn, nhiều người chọn hy sinh giấc ngủ để đối phó với công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, thức khuya kéo dài sẽ phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến rối loạn nội tiết, giảm miễn dịch, nghiêm trọng có thể gây ra nhiều bệnh mãn tính. Do đó, nếu muốn sống lâu, trước hết cần đảm bảo giấc ngủ đủ, cố gắng đi ngủ trước 11 giờ tối mỗi đêm và duy trì giấc ngủ từ 7 đến 8 giờ. 2. Chế độ ăn uống không đều đặn. Nhiều người vì công việc bận rộn, thường bỏ bữa sáng hoặc ăn uống không điều độ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày, mà còn dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu muốn sống lâu, chúng ta nên duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, đủ lượng, cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau củ quả, giảm tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ và kích thích. 3. Thiếu vận động. Cuộc sống hiện đại ngày càng tiện lợi, nhưng cũng khiến chúng ta ngày càng lười biếng. Ngồi lâu không vận động không chỉ dẫn đến béo phì mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Vì vậy, nếu muốn sống lâu, chúng ta phải duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, dù là đi bộ, chạy bộ hay bơi lội, đều giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. 4. Lo lắng quá mức. Người hiện đại đối mặt với nhiều áp lực, nếu không điều chỉnh kịp thời tâm trạng, lo lắng kéo dài sẽ dẫn đến giảm miễn dịch, thậm chí gây ra các bệnh tâm lý. Do đó, chúng ta phải học cách điều chỉnh tâm trạng, giữ thái độ tích cực lạc quan, tham gia nhiều hoạt động thư giãn cơ thể và tâm trí. 5. Bỏ qua khám sức khỏe định kỳ. Nhiều người cho rằng chỉ cần không có triệu chứng rõ rệt thì không cần đến bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều bệnh tật ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ rệt, khi phát hiện ra thì đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Vì vậy, nếu muốn sống lâu, chúng ta phải coi trọng việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Quý vị thân mến, dưỡng sinh đúng cách là dưỡng tâm trước rồi mới dưỡng thân, sẽ có tác dụng nhất. Vừa rồi chúng ta nói về dưỡng thân, tiếp theo đây là nói về dưỡng tâm. Trên mạng có một câu nói rất hay, ăn uống là một nghệ thuật, còn ăn chung với người khác là một thử thách xã giao. Trong thời đại xã giao nhịp độ nhanh này, một bữa ăn đơn giản thường có thể bộc lộ tính cách và cách cư xử thật sự của một người. Hôm nay, hãy cùng chúng ta thông qua bữa ăn này để nhìn thấu những người bề ngoài thân thiện nhưng bên trong ích kỷ, từ đó tránh bị tổn thương trong giao tiếp xã hội. Tính cách một người sẽ thể hiện qua bữa ăn. Gặp ba loại người này, tôi khuyên bạn nên tránh xa sớm. Thứ nhất, bề ngoài làm đẹp, nhưng khi gọi món chỉ nghĩ cho mình, là kẻ ích kỷ. Trong nhà hàng đông đúc, Lý Hoa và bạn bè ngồi quanh một bàn tròn. Lý Hoa là người nói chuyện rất hay, luôn tỏ ra rất chu đáo trong các bữa ăn, khiến người ta lầm tưởng rằng anh ta là người rất quan tâm đến bạn bè. Tuy nhiên,
Bữa ăn hôm nay đã làm rõ bản chất thật sự của anh ta. Các anh em, hôm nay muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, đừng khách sáo với tôi. Lý Hoa hào sảng nói, tỏ ra rất rộng lượng mời khách. Tuy nhiên, khi nhân viên phục vụ đưa menu, anh ta liền giành lấy, tự mình chọn món mà mình thích, hoàn toàn không quan tâm đến sở thích và nhu cầu của người khác. Lý Hoa, tôi muốn ăn thịt lợn xào chua ngọt, có được không? Tiểu Dương thử hỏi. Ôi, món đó cay quá, không tốt cho dạ dày. Chúng ta gọi cá hấp thanh đạm và dinh dưỡng hơn. Lý Hoa không ngẩng đầu đáp lại, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm thất vọng của Tiểu Dương. Bữa ăn diễn ra một nửa, mọi người nhận ra rằng các món ăn trên bàn hầu hết đều là khẩu vị của Lý Hoa. Anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của mình. Tuy nhiên, trong lòng bạn bè đã gieo mầm bất mãn. Những người chỉ biết nghĩ cho mình như vậy, trong cuộc sống không hiếm gặp. Họ luôn lấy danh nghĩa vì mọi người, nhưng thực tế lại luôn đặt mình lên trên hết. Gặp phải những người như vậy, tốt nhất nên giữ khoảng cách sớm. Thứ hai, ăn uống thô lỗ, không tôn trọng người khác là kẻ vô lễ. Trong một bữa ăn khác, biểu hiện của Trương Tam khiến mọi người thất vọng. Anh ta không chỉ ăn uống thô lỗ, mà còn thỉnh thoảng hét lên với nhân viên phục vụ, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào. Này, phục vụ, món này sao mặn thế? Đầu bếp của các người nấu ăn kiểu gì vậy? Trương Tam trừng mắt, bất mãn quát. Nhân viên phục vụ đỏ mặt, nhỏ giọng xin lỗi, thưa ông, tôi sẽ đổi món cho ông. Đổi gì mà đổi, lãng phí thời gian của tôi, nhà hàng này phục vụ kiểu gì vậy? Trương Tam không buông tha, xung quanh khách hàng đều nhìn với ánh mắt khác lạ. Bạn bè cùng bàn rất khó xử, muốn ngăn cản nhưng không biết phải làm sao. Trương Tam hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình có gì sai trái, vẫn tiếp tục hành xử thô lỗ. Cách ăn uống và thái độ đối với nhân viên phục vụ của một người thường phản ánh giáo dục thật sự của họ. Những người như Trương Tam, không có chút giáo dục, không tôn trọng người khác, thực sự khó mà làm người ta thích được. Tiếp tục giao du chỉ khiến mình gặp thêm nhiều khó khăn và tình huống khó xử. Thứ ba, trốn thanh toán, giả vờ hào phóng kẻ tính toán nhỏ nhen. Trong bữa ăn cuối cùng, biểu hiện của Triệu Tứ đã cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của anh ta. Khi bữa ăn gần kết thúc, anh ta lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi bàn. Tuy nhiên, khi mọi người chuẩn bị thanh toán, phát hiện anh ta đã biến mất. Ôi trời, Triệu Tứ đâu rồi? Anh ta không nói hôm nay anh ta mời sao? Tiểu Lý thắc mắc. Đừng đợi nữa, lần nào anh ta cũng vậy. Lần trước cũng lấy cớ rời đi, cuối cùng để chúng ta trả tiền. Lão Dương lắc đầu bất lực. Khi mọi người chuẩn bị chia nhau trả tiền, Triệu Tứ bất ngờ xuất hiện. Anh ta xin lỗi, ôi, thật xin lỗi, để các bạn đợi lâu. Vừa rồi tôi có việc gấp, không kịp nói với các bạn. Vì anh đã quay lại, thì thanh toán đi, Tiểu Lý nói thẳng. Được, được, lần này là sơ suất của tôi, nhưng lần sau nhất định phải cho tôi cơ hội mời khách nhé. Triệu Tứ vừa móc tiền vừa nói, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là trò cũ của anh ta, lần sau vẫn sẽ tìm cách trốn thanh toán. Gặp phải những kẻ tính toán như vậy thật đau đầu. Họ luôn làm mặt tốt trước mặt, sau lưng lại làm trò gian lận, khiến người khác không thể đề phòng. Thay vì bị những người này tính toán, tốt nhất nên tránh xa để được yên bình. Thông qua quan sát ba bữa ăn này, chúng ta có thể nhận ra tính cách và giáo dục của một người thường thể hiện qua những chi tiết nhỏ, mà những chi tiết này thường bị chúng ta bỏ qua. Cổ nhân có câu, chi tiết quyết định thành bại. Trong giao tiếp xã hội cũng vậy, qua việc quan sát một người trong bữa ăn,
chúng ta có thể đánh giá đại khái về tính cách và phẩm chất của họ, từ đó đưa ra quyết định kết bạn đúng đắn. Trong xã hội phức tạp này, chúng ta cần học cách bảo vệ mình không bị tổn thương và tránh xa những kẻ bề ngoài thân thiện nhưng bên trong ích kỷ là một cách tự bảo vệ khôn ngoan. Ngoài ra, trong bữa ăn hoặc cuộc sống hàng ngày, ít nói ba điều này để tích phước đức cho mình. Vì sao? Vì nói nhiều sẽ dễ gây mất lòng. Những người có khả năng ăn nói thường rất dễ dàng trong cuộc sống và công việc, trong khi những người miệng lưỡi dụng về thường gặp khó khăn do một câu nói không cẩn thận. Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá nghệ thuật nói chuyện để làm sao trong giao tiếp phức tạp này có thể giữ lời cẩn trọng, bảo vệ phúc báo của mình. Thứ nhất, ít nói về đánh giá của mình đối với người khác. Không trải qua khổ đau của người khác, đừng khuyên người ta làm điều thiện. Đây là lời khuyên chân lý mà Trang Tử để lại trong Nhân Gian Thế. Trong xã hội nhịp độ nhanh này, chúng ta rất dễ dàng vì một lúc bốc đồng mà đánh giá hành vi của người khác. Tuy nhiên, những đánh giá chưa qua suy nghĩ kỹ lưỡng thường là không có trách nhiệm, không khách quan, thậm chí còn mang lại phiền toái không đáng có cho chính mình. Chẳng hạn, Tiểu Trương trong công ty là một cô gái nhiệt tình và vui vẻ. Cô ấy làm việc chăm chỉ, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm khách hàng, được lãnh đạo khen ngợi. Tuy nhiên, cô ấy có một khuyết điểm chí mạng, thích đánh giá đồng nghiệp sau lưng. Một lần, trong phòng nghỉ, cô nói với Tiểu Lý, "Tôi thấy Tiểu Dương mới đến, năng lực thật sự không ổn, hoàn toàn không bằng bạn." Không ngờ, lời này nhanh chóng đến tai Tiểu Dương, mối quan hệ giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Hành vi của Tiểu Trương giống như tự mình đặt một quả bom hẹn giờ dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Những người thực sự thông minh hiểu rằng nói nhiều dễ mất lòng, họ sẽ không dễ dàng đánh giá người khác, càng không nói xấu sau lưng. Bởi họ biết, mỗi người đều có câu chuyện và trải nghiệm riêng, chỉ khi trải qua chuyện tương tự mới thực sự hiểu được cảm nhận của đối phương. Thứ hai, ít nói về những việc mình không chắc chắn. Điều khó nhất đối với con người là tự nhận thức. Tagore đã từng nói như vậy. Trong giao tiếp, chúng ta thường gặp phải những chủ đề hoặc lĩnh vực mà mình không hiểu rõ. Lúc này, nếu chỉ để thể hiện sự hiểu biết của mình mà tùy tiện phát biểu quan điểm, thường sẽ rơi vào tình huống khó xử. Lão Dương là một người như vậy. Ông luôn thích khoe khoang sự hiểu biết của mình trước mặt người khác. Một lần, Tiểu Lưu trong công ty gặp phải một vấn đề kỹ thuật khó, đặc biệt tìm đến Lão Dương để xin ý kiến. Lão Dương vỗ ngực nói, "Chuyện này đơn giản thôi, để tôi giải quyết." Tuy nhiên, khi thực sự nghiên cứu vấn đề, ông nhận ra mình không chắc chắn lắm. Cuối cùng, ông không những không giúp được Tiểu Lưu mà còn làm mất mặt trước đồng nghiệp. Sự thông minh của một người không nằm ở việc họ biết bao nhiêu, mà ở chỗ họ biết mình không biết gì. Những người thực sự khôn ngoan hiểu rằng quý lời như vàng, họ sẽ không tùy tiện phát biểu quan điểm chỉ để được khen ngợi, càng không nói những điều mình không chắc chắn. Bởi họ biết, làm như vậy chỉ khiến mình rơi vào tình huống khó khăn, thậm chí mất đi lòng tin của người khác. Thứ ba, ít nói về những thành tích đã qua của mình. Khi bạn càng khoe khoang điều gì, thì càng dễ mất đi điều đó. Câu này đơn giản nhưng phản ánh chân lý cuộc sống. Những người luôn đắm chìm trong vinh quang quá khứ thường không thể nhìn rõ hiện thực, càng không thể nắm bắt cơ hội trong tương lai. Lý Minh là một ví dụ như vậy. Khi còn trẻ, anh từng là một vận động viên xuất sắc, mang về nhiều danh hiệu cho đất nước. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, anh luôn không thể thoát khỏi cái bóng quá khứ, thích khoe khoang thành tích của mình trước bạn bè. Dần dần, anh nhận thấy bạn bè ngày càng ít, những người muốn giao lưu với anh cũng giảm. Bởi anh luôn đắm chìm trong quá khứ, không thể hòa nhập vào cuộc sống hiện tại,
càng không thể đồng cảm với những người trẻ đang nỗ lực phấn đấu. Giá trị thực sự của một người không nằm ở những thành tích trong quá khứ, mà ở chỗ họ có thể giữ một trái tim khiêm tốn, không ngừng theo đuổi tiến bộ và trưởng thành. Những người thực sự khôn ngoan hiểu rằng làm người khiêm tốn, làm việc hết mình, họ sẽ không vì thành công tạm thời mà tự mãn, càng không vì thế mà dừng bước. Bởi họ biết, chỉ có như vậy mới có thể không ngừng vượt qua chính mình, tạo ra tương lai rực rỡ hơn. Dù chúng ta có là một người không biết ăn nói, nhưng bạn cũng không cần đông vui hay lấy lòng ai. Vì muốn sống thọ, hãy là chính mình, làm mình hài lòng mới là quan trọng nhất. Schopenhauer nói, chỉ khi một người ở một mình, anh ta mới có thể hoàn toàn là chính mình. Con người, nếu luôn sợ cô đơn, luôn cố gắng tìm kiếm sự tồn tại trong sự ồn ào, thì sẽ liên tục lạc lối. Cuối cùng, bản thân không đạt được sự trưởng thành thật sự, ngược lại còn trở nên ngày càng nông cạn, ngày càng tầm thường. Khi một người sống trong trạng thái nông cạn, xuôi theo dòng, linh hồn dễ trở nên trống rỗng, rồi dễ rơi vào sự trống trải và mơ hồ vô tận. Một người khôn ngoan thường là người có thể giữ vững tâm hồn mình trong cô đơn, lắng đọng suy nghĩ của mình. Cuối cùng, tĩnh lặng, sâu sắc, vững chắc, thật sự có thể làm cho mình trở nên ngày càng khôn ngoan, đi được ngày càng chắc chắn, thậm chí có thể sở hữu linh hồn ngày càng cao quý. 1. Cô độc sẽ thành tựu bản thân. Một người càng sợ cô đơn, càng dễ trở nên nóng nảy, suy nghĩ và hành động càng nhiều. Hành động càng nhiều, sai lầm càng nhiều, sau đó trạng thái cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn và không có phương hướng. Dẫn đến bất kể làm gì, cũng khó tìm thấy ý nghĩa và giá trị thực sự, thậm chí kết quả đạt được cũng làm người ta thất vọng. Chỉ khi thực sự ôm lấy cô đơn, chúng ta mới có thể bình tĩnh suy nghĩ, phân tích sâu sắc bản thân. Sau khi bình tĩnh lại, chúng ta mới có thể phát hiện ra khát vọng và mục tiêu thực sự của mình, mới có thể định hình cuộc sống của mình bằng thái độ và cách thức đúng đắn. Có người từng nói, ai cuối cùng sẽ gian danh nhân gian, nhất định phải lâu dài im lặng, ai cuối cùng sẽ thắp sáng tia chớp, nhất định phải lâu dài trôi dạt như mây. Một người dù khao khát thành công đến đâu, cũng cần bắt đầu từ sự lắng đọng cô đơn. Nói cách khác, nếu bạn muốn trở nên xuất sắc hơn, bạn càng nên dũng cảm đối mặt với cô đơn, tự tin rèn luyện mình trong cô đơn. Sau đó, trong cô đơn, để mình thoải mái đối mặt với tiếng gọi của tâm hồn, tự tin theo đuổi giấc mơ, kiên trì thực hiện mục tiêu. Như vậy, bạn có thể đạt được những nhận thức và trí tuệ sâu sắc trong cô đơn, cũng có thể giúp tinh thần của mình trưởng thành, thậm chí hiểu rõ bản thân hơn và trở nên kiên định hơn trong cuộc sống. Tổ thức nói, học rộng nhưng chọn lọc, tích lũy dày dặn rồi bùng nổ. Hãy nỗ lực để thành tựu bản thân, mạnh dạn nâng cao bản thân, kiên định làm cho mình mạnh mẽ hơn. Giữ vững một tư thế độc lập, một tâm thế sâu sắc, kiên định tiến lên phía trước. Tin rằng bạn chắc chắn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hơn. 2. Cô độc sẽ nâng cao cảnh giới. Trong lễ ký, Đại học có nói, từ thiên tử đến người dân, tất cả đều lấy việc tu thân làm gốc. Tu thân là bài học quan trọng của cuộc đời, và cô đơn chính là cơ hội tuyệt vời để tu thân. Khi chúng ta ở trong cô đơn, không có sự quấy rối và ồn ào từ bên ngoài, có thể nhìn thấu rõ hơn thế giới nội tâm của mình. Chúng ta có thể phản ánh hành vi và lời nói của mình, xem xét giá trị và đạo đức của mình, trong quá trình này không ngừng chỉnh sửa bản thân, nâng cao cảnh giới của mình. Như các Dung nói, người nhìn ra ngoài chỉ mơ, người nhìn vào trong mới tỉnh táo. Cô đơn giúp cho tâm hồn chúng ta trở nên tĩnh lặng, từ đó đạt tới cảnh giới tinh thần cao hơn. Trong cô đơn, chúng ta cũng có thể tĩnh tâm đọc những tác phẩm kinh điển,
đối thoại với những người trí tuệ từ xưa đến nay. Những tư tưởng và trí tuệ vĩ đại như những ngọn đèn sáng dẫn đường cho chúng ta, cho phép chúng ta bơi trong biển tri thức, hấp thụ vô tận dưỡng chất. Chúng ta sẽ dần hiểu ra chân lý của cuộc sống, biết buông bỏ danh vọng và lợi lộc thế tục, theo đuổi sự thỏa mãn và yên bình trong tâm hồn. Cô đơn như một cuộc rửa tội tinh thần, giúp chúng ta rửa sạch sự nóng nảy và phù phiếm, thể hiện ra cái tôi trong sáng và cao quý hơn. Đồng thời, cô đơn cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về người khác. Khi chúng ta đối diện với nội tâm của mình, sẽ hiểu rõ hơn rằng mỗi người đều có nỗi cô đơn và đau khổ riêng, từ đó nuôi dưỡng một trái tim từ bi. Chúng ta không còn dễ dàng đánh giá người khác, mà thay vào đó là đối xử với mọi người bằng sự bao dung và thấu hiểu. Sự nâng cao cảnh giới này giúp cho các mối quan hệ của chúng ta trở nên hài hòa hơn và cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. 3. Càng cô độc, càng cao quý. Dinh Bao Sa Trờ đã nói, nếu bạn cảm thấy cô đơn khi ở một mình, điều đó có nghĩa là bạn chưa trở thành bạn tốt của chính mình. Sự cao quý thật sự không phải là sự thể hiện của vật chất và địa vị bên ngoài, mà là sự phong phú và vững chắc của nội tâm. Cô đơn là con đường không thể tránh khỏi để đạt được sự cao quý này. Trong cô đơn, chúng ta học cách hòa giải với chính mình, không còn lạc lối để làm hài lòng người khác. Chúng ta giữ vững nguyên tắc và giới hạn của mình, đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống bằng niềm tin kiên định. Sự khí chất và sức mạnh toát ra từ bên trong này không gì có thể sánh được. Cô đơn cho chúng ta thời gian để phát triển sở thích, theo đuổi những điều thực sự làm chúng ta cảm thấy vui và thỏa mãn. Dù là sáng tạo nghệ thuật, nghiên cứu khoa học hay học hỏi kỹ năng, đều cần chúng ta cày quất trong cô đơn. Khi chúng ta đắm mình trong những điều mình yêu thích, sẽ cảm nhận được niềm vui và sự thành tựu chân thành. Sự thỏa mãn tinh thần này không gì có thể thay thế được. Và chính những thành tựu tích lũy trong cô đơn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên cao quý hơn. Tăng Quốc Phiên nói, ở chung giữ miệng, ở riêng giữ lòng. Cô đơn cũng dạy chúng ta biết trân trọng. Khi chúng ta trải qua những khoảng thời gian dài một mình, sẽ càng trân trọng mỗi khoảnh khắc bên người khác, trân trọng những tình cảm chân thành và sự ấm áp của sự đồng hành. Chúng ta không còn coi mọi thứ là điều hiển nhiên, mà đón nhận mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống với lòng biết ơn. Sự trân trọng và tôn trọng cuộc sống này làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên sâu sắc hơn và linh hồn của chúng ta trở nên cao quý hơn. Hãy dũng cảm ôm lấy cô đơn, trong cô đơn không ngừng trưởng thành, không ngừng nâng cao, không ngừng hoàn thiện bản thân. Hãy để cô đơn trở thành tài sản quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta trong sự dưỡng dục của cô đơn nở rộ những bông hoa cuộc sống rực rỡ và cao quý hơn. Bởi vì càng cô độc càng cao quý. Vậy một đời người rốt cuộc có ý nghĩa gì? Quý vị thân mến, đời người có bốn khó khăn, ai cũng không tránh khỏi. Cuộc đời giống như một chuyến hành trình dài đầy những điều chưa biết và biến đổi. Chúng ta đều đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, và trong quá trình đó, không thể tránh khỏi gặp phải các thử thách. Mọi người đều khó khăn, và ai biết vượt qua sẽ sống khỏe thọ cả đời. 1. Sinh lão bệnh tử, sự luân hồi và nhận thức về cuộc sống. Cuộc sống quý giá, tình yêu còn cao hơn. Vì tự do, hai thứ này đều có thể bỏ. Tuy nhiên, khi thực sự đối mặt với sinh lão bệnh tử, chúng ta mới thấy tự do, tình yêu và thậm chí cả cuộc sống đều rất mong manh. Trương Tam, một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày bận rộn để kiếm sống. Anh từng mơ ước thay đổi thế giới khi còn trẻ, nhưng hiện thực dần dần làm mài mòn những góc cạnh của anh. Cho đến một ngày, khi cha anh qua đời vì bệnh tật, khoảnh khắc đó, anh như thấy rõ sự mong manh và vô thường của cuộc sống. Anh bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống của mình,
bắt đầu trân trọng thời gian bên gia đình hơn. Anh học cách sống chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Sinh lão bệnh tử là quá trình mà ai cũng phải trải qua. Chúng ta không thể thay đổi độ dài của cuộc sống, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống mỗi ngày. Quan tâm sức khỏe, trân trọng thời gian, dành thời gian cho gia đình. Đó là những điều chúng ta có thể làm. Hãy sống cuộc sống hữu hạn của mình với những khả năng vô hạn. 2. Ái biệt ly, những rối rắm tình cảm và sự trưởng thành. Đã từng nhìn thấy biển rộng, không gì sánh bằng, trừ núi Du Sơn, không phải là mây. Vẻ đẹp và đau khổ của tình yêu luôn làm người ta khó rời xa. Nhưng trên thế giới này, không có gì là vĩnh cửu, kể cả tình yêu. Lý Tứ và Dương Ngũ là người yêu thời đại học, họ từng cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, do áp lực công việc và cuộc sống, họ dần xa nhau. Cuối cùng, họ chọn chia tay. Sau chia tay, Lý Tứ rơi vào nỗi đau sâu sắc, không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng theo thời gian, anh dần hiểu ra một điều, tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống, chúng ta cần phải đối mặt với thực tế. Anh bắt đầu xem xét lại cuộc sống của mình, bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Anh học cách buông bỏ quá khứ, dũng cảm đối mặt với tương lai. Ái biệt ly là rối rắm tình cảm mà ai cũng phải trải qua. Nhưng chính những trải nghiệm này giúp chúng ta học cách trưởng thành và mạnh mẽ. Hãy trân trọng từng lần gặp gỡ, cũng học cách đối mặt bình thản với mỗi lần chia ly. 3. Quán tán hội, sự mâu thuẫn và trí tuệ để hòa giải. Trả thù qua lại đến bao giờ mới hết, hãy tha thứ cho người khi có thể. Trong giao tiếp xã hội, chúng ta khó tránh khỏi gặp phải các mâu thuẫn và tranh chấp. Nhưng cách xử lý những mâu thuẫn này lại là một nghệ thuật cần có trí tuệ. Triệu Lục và Tôn Thất là bạn thân nhiều năm, nhưng có lần vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi. Họ không nhường nhịn nhau, thậm chí bắt đầu xa lánh đối phương. Nhưng theo thời gian, họ dần nhận ra sai lầm của mình. Họ bắt đầu cố gắng giao tiếp và hiểu nhau, cuối cùng giải quyết được mâu thuẫn. Họ học được cách khoan dung và tha thứ, cũng trân trọng hơn tình bạn của mình. Quán tán hội là hiện tượng không thể tránh khỏi trong giao tiếp xã hội. Nhưng chính những trải nghiệm này giúp chúng ta học cách đối nhân xử thế, học cách giải quyết mâu thuẫn. Hãy học cách đối xử với người khác bằng trái tim khoan dung, cũng học cách đối mặt với những thách thức trong cuộc sống bằng trí tuệ và dũng khí. 4. Cầu bất đắc, nghệ thuật của sự tiếc nuối và buông bỏ. Cầu không được, bỏ đi thì lại có. Khi đối mặt với những tiếc nuối trong cuộc sống, học cách buông bỏ là một loại trí tuệ và cũng là một loại dũng khí. Chu Bác là một người rất tham vọng trong công việc, anh luôn mong muốn đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng sau nhiều năm nỗ lực, anh nhận ra mình không thể đạt được mục tiêu lý tưởng. Anh rơi vào sự thất vọng và mơ hồ sâu sắc. Nhưng một ngày, anh gặp một người trí giả. Người trí giả nói với anh, cuộc sống giống như một chuyến hành trình, chúng ta luôn theo đuổi các mục tiêu khác nhau. Nhưng đôi khi, buông bỏ cũng là một sự đạt được. Chu Bác bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống của mình. Anh học cách buông bỏ những mục tiêu và kỳ vọng không thực tế. Anh bắt đầu chú ý đến nhu cầu nội tâm của mình, bắt đầu theo đuổi một cuộc sống đơn giản và đầy đủ. Anh nhận thấy mình trở nên hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Cầu bất đắc là sự tiếc nuối mà ai cũng sẽ gặp phải. Nhưng chính những tiếc nuối này giúp chúng ta học cách buông bỏ và tha thứ. Hãy học cách trân trọng những gì mình đang có và đón nhận từng khoảnh khắc trong cuộc sống bằng lòng biết ơn. Xin chúc quý vị luôn có thật nhiều bí quyết dưỡng sinh hay để có thể sống một đời trọn vẹn. Cảm ơn đã dành thời gian đón xem Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại.